tối ngày xưa mà lấy xưa rất công bằng vô cùng. Con cầm nơi đứng mẹ cưng này, hãy nhớ lời linh hồn du thiên thế linh hồn nhà ra khỏi xa, phải tìm chốn nào kín đạo ai thôi nhờ mới qua kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, bây giờ là đến đúng giờ cử hành nghi thức lễ an táng. Trước khi cử hành lễ an táng, tôi đọc bức thư chia buồn của bà con nước ngoài. Nguyện Vi Hoàng Nguyện Kim Lũy Thụy Điển, chúng cháu xin gửi lời chia buồn cùng toàn thể gia quyến. Nguyện xin Chúa bái thương và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn cụ Du Xe Phạm Văn Hường, mà sớm đưa về hưởng nhan Thánh Chúa. Gia đình Đông Xuyên, Canada, được tin cụ Du Xe Phạm Văn Hường đã an nghỉ trong bình an hồi 18 giờ. cơ quan đoàn thể, các chức sắc và tổ chức giáo hội,
Thưa các quý phụ, quý ông, quý bà, anh chị em cùng thân bằng cố hữu cách xa vạn lần, vì nghĩa cử đã về đây hội tụ dự lễ tang cụ Phạm Văn Thường. Kính thưa thân quyến, mời ông cùng cả nhà xứ, xin kính mời ông. Kính thưa quý cụ ông bà, kính thưa cụ chủ tịch hội người cao tuổi xã Đoàn Lộc, kính thưa ban thường trực ban hành giáo nhà xứ và họ Thịnh, kính thưa các vị đại diện quân dân chính địa phương, kính thưa quý chức quý khách, thưa cộng đồng, thưa gia đình tang hiếu, giờ đây trước thi hài của cụ Du Xe, cộng đồng nhà xứ và họ Thủy cùng các vị quý chức quý khách gần xa có mặt nơi đây. Trên gian này, niềm tin và hy vọng của cụ, Chúa sẽ cho cụ Du Xe một ngôi nhà vĩnh cửu trên quê trời. Chúng ta hãy đem hết lòng kính cẩn và yêu mến phó dâng người thân yêu này cho Chúa chúng ta, tin tưởng rằng sẽ lại gặp nhau trong nước Chúa. Từ khi cụ Du Xe yếu bệnh tật, quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền và các đoàn thể của xã và địa phương, kính thưa ban hành giáo và các đội đoàn nhà xứ, kính thưa các cụ, các ông, các bà trong họ nội, họ ngoại và các gia đình thông gia, liên gia của gia đình, kính thưa quý cụ, ông bà trong xóm ngoài làng, kính thưa các quý khách và khi đã được các thầy thuốc hết lòng cứu chữa và toàn thể gia đình tận tâm phụng dưỡng, họ hàng nội ngoại và con lối xóm đồng viên thăm hỏi tận tình, nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, người thân chúng tôi đã không thể qua khỏi và đã tạ thế vào hồi 18 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2010, tức ngày 26 tháng 7 năm Canh Dần. Đây là nỗi đau và mất mát quá lớn của gia đình chúng tôi. Khi lâm bệnh, gia đình chúng tôi đã được đón nhận sự thăm hỏi, chia sẻ, động viên, an ủi của mọi người. Nên giờ khi người thân của chúng tôi đã tạ thế, gia đình chúng tôi lại đón nhận được sự thăm viếng và chia buồn của các quý vị gần xa. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm động và biết ơn tấm lòng tận hiếu của các cụ, các ông, các bà họ hàng nội ngoại gần xa. Thân bằng cố hữu, các cơ quan đoàn thể, các gia đình thông gia liên gia, trong lúc tan gia bối rối, việc tiếp đón chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ sau khi tiễn đưa người thân chúng tôi về nơi an nghỉ, đợi ngày sống lại. Gia đình chúng tôi thành tâm kính mời các cụ, các ông, bà, họ hàng nội ngoại gần xa, thân bằng sở hữu, cơ quan, đoàn thể, các gia đình thông gia liên gia trở lại ăn với gia đình chúng tôi bữa cơm chia buồn cùng gia đình, để một lần nữa gia đình chúng tôi được tri ân và cảm tạ. Cho phép tôi thay mặt gia đình tỏ lời cảm tạ sâu sắc tới tất cả các cụ, các ông, các bà họ hàng nội ngoại gần xa, thân bằng cố hữu, các cơ quan đoàn thể, các gia đình thông gia liên gia. Chúng là bạn hữu thiết thương, thương như tử tướng quê hương, thương đất.